Lẩu ba rắn Làm ấy. nhà Ăn uống nó mày chuyên này. ngon. Hôm nay xuống rắc móng. Thế cho anh làm theo mới, anh cũng đi xây mà. Anh cho bà. Bà bát đi. Bà đi đấy. Hỏi xem có ăn không, liệu có ăn không? Hỏi cái này cái da hợp này. Anh cho bát này. Cho đưa nào. Lấy bát này. Đây là phần làm móng à? Rồi, cái này phải quay tim. Quay không làm mình câu được con tài chày cân ba cái mình quyết mẹ để biết quay đây múc vào đây cho bà về sau này chung của mình thì tôi không muốn đâu, người nào đây là trong người là nó mới là vô vậy nành ghê rồi, mang đi luôn đi phăng. Bà lại là ai nữa? Bà là ai nữa? Ở nhà ông về bố ông ấy lại về trong, ông ở trong ông ấy có em mà gần đây anh mà không biết đâu, trong một nhà nhà bà còn chơi về chuyện này cũng biết nhau cũng khá lâu rồi nhưng mà chưa được đến nhà bao giờ. Dùng đi nhờ, dùng cho nóng nó nào. Làm ly nấm. Lấy đi, lấy cái đuôi này. Lấy gì hỏi? Đuôi này. Dùng nguôi này ngay nữa. Đây, em đâu? Em là bé. Ý à, tuyệt vời quá. Tuyệt vời không? Chất tí rượu nữa không? Em thì cũng ở trong họ. Nhá, này nhá. Ý à. Anh Đăng chắc cũng rắn là cũng phải chuyên gia đấy nhỉ. Hôm nay thấy bà Điểm Dương ấy bảo là có con rắn chứ ở nhà đang chạy bộp 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 bộp. Em sợ đấy, em không dám đâu, chẳng qua là nhưng anh này là đi xoay thì... anh có khi là hơn đấy. Em 69 đấy. Em không hơn được. Nếu mà tính năm thì em lớn hơn. À, tính năm em số to hơn đúng không? Anh em dùng đi nhỉ? Dạ. Nên anh em mình hỏi han để biết để mình cách xưng hô. Tao làm là định nhỉ? Anh em mình ở gần nhau thì là thôi, nhưng mà nếu không đây giao lưu à? Đâm ra nãy thì thợ mới đeo vào đây mà ơ nhà truyền đây là đúng ở gần anh Hòa thật nhưng cũng không biết đâu mà. Ừ, anh chưa biết thôi. Căn bản là em ít ở nhà. Ừ. Mỗi lần em về thì lại gặp anh thì còn là ngồi giao lưu uống rượu với nhau này, ngồi uống rượu nhiều rồi. Ừ. Cú bà. Hay, sáng mai là hết đau lưng đấy. Phải đâu rồi? Ấy, dễ lắm. Đây là lán thợ. Bọn em không làm nấm. Bọn em là ngày nhà anh ấy làm tối về. Đặc như thế không sao đâu, cái hơi rượu thì đặc. Cái gì? Có nhung được cô? Ôi, cô cháu nhìn thấy quen quen như thế này. Cái này tuyệt vời. Cái này hợp người da rồi còn gì nữa. Đắng mấy đâu? Rượu rắn. Rượu rắn. Cái này là đầu ba sáng mai là cô là vậy, chân tay là gân cốt à, mệt ăn nhỉ cô, thật không thật đấy. Để đứng ngồi ngồi đấy ăn được đấy, ngồi đấy chăm khớp mà sút tôi đấy chân đấy đang chăm khớp à, nhưng mà nó nóng để nó nguội đi. Bọn cháu ví dụ nhiều lúc lại xem lúc xây móng mà hôm nọ cả cháu là đau lưng quá, cháu phải đứng ngồi ăn à, xây móng xong ai không phải đang đây chăm khớp rồi không người đang móng chăm nọ phải đi mua về ông Bình kia. Về bên nhắm à? Bình chứ à? Nó đi xoay rồi. Thôi, đem rượu bên đấy không? Mẹ, phí quá. Đây, trong người còn đấy. Không sao, không sao. Chia tay à? À chú, chú phai trinh đầu ruộng mày cả. Có hôm tao có ông chú thắng này đi là bã con to tướng ngay trên phai. Trên chú... Đây. Nhưng hôm nào anh bạn ơi, múc múc đi, bạn múc kia đi. Dùng dụng để hôm nào bọn em làm nào. Thì khuyên nhỉ. Đợi như có nó thấy cái sao á? Sao cả. Cũng to á. Bởi vì đi làm xa mình lại không xung nhận công trình xa được, còn ở gần bây giờ ít việc. Cái nhà cũ của chú cho xuống nền đấy, xuống nền. À, nhà cũ ở trong nhà. Cũ trong. Nó lột ở đằng sau nhà. Lột ngay đằng trước nhà bác Khuynh. Khuynh ơi. Ôi thế đi.
chắc quanh quanh ngoài kia thôi. Đồ nào ngoài kia phải phân hơn. Đây em ra đây làm cái đấy. Được 3 giờ đồng chúc. Đồng chúc một cái nhỉ. Trên là bự một cái nhỉ. Đồng chúc hôm nay cũng của anh bác cũng lấy xe nhà Huân Hoàn Hoàng.